Chào mừng tất cả quý vị quay trở lại với bản tin giá vàng đi về đâu được phát sóng vào tối thứ năm hàng tuần. Và như thường lệ thì tôi vẫn phát sóng đều đặn ở trên kênh. Có một điều đặc biệt hơn thôi, đó là dành cho các hội viên vàng của kênh thì được nhận được nhiều video hơn ở trong cái hội viên vàng. Hàng ngày có những cái điểm chuyển sóng thì tôi đều có làm một cái video từ 3 đến 5 phút để chia sẻ lên trên đó, là cho anh chị em nắm bắt được những cơ hội nhanh chóng có thể kiếm được tiền trong đầu tư tài chính. Và buổi ngày hôm nay thì chúng ta vẫn như những cái buổi phát sóng trước đây, là bản tin giá vàng đi về đâu thì sẽ đề cập đến hai nội dung. Cái thứ nhất là bản tin liên quan đến chỉ số đồng đô la index để xem là xu hướng của đồng đô la nó như thế nào. Buổi sáng ngày hôm nay thì tôi đến văn phòng thì tôi thích uống trà. Đó. Cái thứ hai nữa là lại tự nhiên lại có một cái cảm giác là muốn được nghe nhạc ở phòng trà. Ở trên màn hình thì các bạn thấy tôi đang search từ khóa là phòng trà thì tìm ra được một vài cái phòng trà này. Tôi cũng nghe một hai nơi nhưng mà trên này thì thấy nó có nhiều quá. Lâu lâu không đi nghe, thì anh chị em nào có biết phòng trà nào hay hay thì comment giúp cho tôi tên cái phòng trà hay ở dưới này giúp tôi nhé. Anh chị em nào có cái trải nghiệm ở phòng trà ấy, thì thỉnh thoảng thì đời sống văn hóa văn nghệ mình cũng phải cho nó giàu có lên một chút, đi nghe nhạc sống rất là thú vị anh chị ạ. Ok, quay trở lại cái bản tin của chúng ta. Như những cái bản tin lần trước thì chúng ta cùng nhìn lên đây xem cái chỉ số đồng đô la index như thế nào. Đây, ở trên màn hình thì chúng ta thấy ở những cái phần trước thì tôi có nhắc đến là cái chỉ số của đồng đô la index này nó sẽ có nhịp phục hồi lên vùng màu đỏ, và nó đã tiệm cận đến vùng màu đỏ rồi đấy, đang tiệm cận đến rồi. Thế vậy là quanh cái vùng màu đỏ này là có ngưỡng là 91,1 đến 91,6, thì tại đây là một vùng hội tụ kháng cự. Thế vậy là khi đến đây thì nó sẽ có xu hướng test lại dưới này một lần nữa. Thế vậy là khi xu hướng của đồng đô la index như thế này thì giá vàng đi về đâu? À, hay quá, nhìn vào đây. Đây, giá vàng đi về đâu? Trên màn hình của anh chị có một cái dòng chữ màu trắng này, thì tôi muốn thông báo lịch học offline ở Hà Nội. Có một cái buổi học từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều ngày 26 tháng 12. Anh chị muốn học cái lớp này thì đăng ký với hotline 0242 242 1919 nhé. Ứng dụng hội tụ kỹ thuật để đầu tư thành công, nó rất là đơn giản thôi. Chúng ta làm việc liên tục với nhau 8 giờ đồng hồ. Rồi, cái thứ hai chúng ta nhìn ở trên đồ thị đây. Đây là bản tin giá vàng đi về đâu được phát public, và từ thứ hai tuần này tôi đã chia sẻ là cái kênh hội viên vàng đã được công bố, và những cái phần nhiều chữ như thế này thì tôi sẽ phát ở trong kênh hội viên vàng đấy, còn lại phần ít chữ thì tôi sẽ phát public như thế này, bởi vì ở trên nội dung phát public như thế này có rất nhiều anh chị em chưa học kiến thức của tôi, cho nên là không nắm bắt được những cái ký hiệu, và mọi người cho rằng như thế là nó chưa thể hiểu được. Thưa quý vị nhà đầu tư, ở trên các cái bản đồ, các cái bản phân tích, các cái đồ thị thì tôi luôn đặt tên để nó theo các cái quy luật sóng. Thì khi chúng ta đặt tên như vậy thì chúng ta sẽ biết được là nó bây giờ nó đi đến chỗ này rồi thì tương lai nó sẽ đến chỗ nào, nó có những cái quy luật nhất định. Chính vì vậy khi anh chị em có những cái kiến thức nhất định về đầu phân tích đầu tư thì nhìn vào cái bản đồ nhiều chữ ấy, các anh chị rất là thích đấy. Còn lại dành cho cái bản tin public này, có thể là đầu tiên bạn biết đến tôi, có thể là bạn đã sẽ theo dõi kênh của tôi một vài lần rồi, nhưng không sao cả, tôi vẫn phát sóng và chúng ta nhìn ở trên đồ thị ít chữ nhé. Còn nếu như anh chị muốn đồ thị nhiều chữ hơn thì có thể đăng ký tìm ở trên kênh này có cái chữ tham gia ấy, bấm vào đấy để tham gia vào hội viên vàng. Ở trong đó thì giai đoạn này tôi đang tập trung phát triển cái kênh hội viên vàng, nên là video sẽ được phát sóng liên tục hàng tuần, mỗi tuần ít nhất là có 3 bản tin dành riêng cho hội viên vàng. Đó, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rồi, ta cùng nhìn màn hình. Ở trên màn hình đây thì nó đang hình thành một cái mô hình gọi là mô hình có tên là BNPT. Đấy, mô hình này mô hình khủng khiếp luôn anh chị. Đấy, thì bạn nhìn thấy là cái cà vạt của tôi hôm nay là màu đỏ nhá. Tập trước là chúng ta cũng đã nhìn thấy cà vạt màu đỏ nhá. Đấy, rất là hay đúng không ạ? Thế vậy là xu hướng chủ đạo của ngày hôm nay thì tôi ưu tiên phương án bán khống, xuống bán khống nhá. Thế vậy là vùng bán ở đâu? Chúng ta nhìn ở trên màn hình đây, tôi phóng cận cảnh lên một chút. Đấy. Cái vùng cận cảnh là cái vùng này, là vùng màu đỏ này, có giá từ 1850 đến 1856. Một trong hai vùng này là cái vùng mà cho chúng ta cái cơ hội để chúng ta chở bán xuống. Và khi nó gãy qua cái đường neckline này thì nó gì sầu lắm, tít mù thế này cơ. Đó. Thế vậy là bản tin này là một bản tin chúng ta sẽ chờ điểm hội tụ ở phía trên này là 1850, 1856, và chúng ta sẽ bán xuống, được chưa? Thưa quý vị nhà đầu tư, làm thế nào để tôi có thể tính toán được có độ chính xác cao như vậy? Thì xin thưa rằng là thông qua 15 năm làm việc ở trên thị trường đầu tư tài chính, tôi cũng đúc kết được những cái kinh nghiệm nhất định và những cái quy luật nhất định, và tôi đã có hệ thống lại thành một cái quy trình để giúp cho nhà đầu tư có thể dùng cái quy trình đấy có thể phân tích và đầu tư làm được tốt. Thế vậy những anh chị em nào mà muốn sử dụng quy trình đấy thì có thể tìm ở trong video mô tả của video này, tìm đến trang web là eBILA. Trang web eBILA. Trên đấy có tất cả các cái chương trình mà các bạn cần học
cần làm chủ để đầu tư được thành công và hơn hết là kiếm được tiền trong đầu tư tài chính. Rất là tuyệt vời được chia sẻ những điều này tới cộng đồng nhà đầu tư. Xin được hẹn gặp lại tất cả quý vị ở trong các bản tin ngày mai ở trong Hội Viên Vàng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những chia sẻ từ Phạm Thành Viên. Hãy bấm nút phía dưới, bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của Phạm Thành Viên. Sau đó bấm vào nút hình quả chuông. Vâng, bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất. Phạm Thành Viên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.